quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có: bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Tiền của trước mặt Thiên Chúa. Khi đồng hành với các bạn trẻ Công giáo, đặc biệt là các bạn sinh viên khối kinh tế, quản trị kinh doanh và những người mới ra trường đi làm, tôi thường gặp câu hỏi này: người Công giáo có được phép làm giàu không? Hỏi như thế vì các bạn nghĩ rằng Đức Giêsu khuyến khích người ta phải bỏ mọi sự mà theo Ngài, hoặc chỗ khác trong Kinh Thánh dạy rằng người giàu có khó vào được nước thiên đàng. Các bạn trẻ Công giáo thân mến, thật ra không dễ để trả lời câu hỏi trên. Một mặt chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang mời gọi một số người theo Ngài cách triệt để. Họ có thể là các tu sĩ, linh mục đang dấn thân trọn vẹn cho nước trời. Họ từ bỏ mọi sự theo đúng nghĩa đen để đi theo Đức Giêsu. Sứ mạng chính của họ là loan báo tin mừng nước trời cho muôn người. Còn giáo dân thì sao? Ngay từ Công đồng Vaticano II năm 1962, năm 1965, Giáo hội mời gọi giáo dân làm chứng cho Thiên Chúa giữa đời. Cụ thể, chắc chắn ý định của Thiên Chúa về thế giới là muốn con người đồng tâm kiến tạo và không ngừng hoàn thiện hóa trật tự trần thế. Tất cả những gì tạo nên trật tự trần thế, chẳng hạn những tiện ích của cuộc sống và gia đình, nền văn hóa, kinh tế, nghệ thuật và nghề nghiệp. Như thế, ngay trong cuộc sống cũng như công việc của họ, tin mừng Chúa cũng có thể được lan tỏa. Chẳng hạn, một doanh nhân Công giáo làm giàu hợp pháp rất đáng được khuyến khích. Một bạn trẻ Công giáo biết vận dụng mọi tài năng Chúa ban để xây dựng sự nghiệp là điều đáng trân quý. Thiên Chúa muốn mọi người đều có được cuộc sống sung túc, đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Có lẽ tiền của tự nó không tốt cũng không xấu. Tốt xấu là do cách chúng ta sử dụng. Nói cách khác, tiền của sẽ là đầy tớ tốt lành, nhưng lại là ông chủ rất tệ bạc. Từ kinh nghiệm đơn sơ này, chúng ta thấy tin mừng Chúa Nhật 25 thường niên hôm nay, Chúa Giêsu một mặt Ngài không xúi người ta đừng sử dụng tiền bạc, nhưng mời gọi người ta hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Thú vị là Ngài còn chỉ cho chúng ta một bí quyết để làm sao sinh nhiều hoa trái trong việc sử dụng tiền bạc, đó là trung tín. Một mặt tiền có nguy cơ cám dỗ người ta không còn phó thác và tin cậy vào Chúa. Mặt khác, tiền của dễ đưa người ta đến nhiều con đường tội lỗi. Từ nguy cơ này, Đức Giêsu mời gọi mỗi người hãy dùng tiền thật cẩn thận, từ những việc rất nhỏ để làm sao trước mặt Thiên Chúa đồng tiền ấy tạo nghĩa anh em, xây dựng cộng đoàn và lan tỏa tình yêu. Đây là một thách đố không nhỏ cho mỗi người. Xin nhắc lại, Giáo hội Công giáo ủng hộ hoạt động kinh tế khi ít nhất con người có thể hưởng được sự sung túc tương đối và không còn phải lo sợ cảnh nghèo nàn. Học thuyết xã hội Công giáo muốn tất cả mọi người tham gia tích cực để mang lại tiến bộ kinh tế, cải thiện sản xuất kinh doanh và phân phối hàng hóa vật chất. Chúng ta chú ý đến câu cuối của tin mừng hôm nay: anh em,
không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Không ai muốn để tiền đè đầu cưỡi cổ mình, nhưng tiếc rằng thực tế thì ngược lại. Thậm chí vì tham tiền bạc mà nhiều người đã xa rời Thiên Chúa, bạc nghĩa với anh em. Trong khi đó, tiền chỉ là phương tiện để đạt được hạnh phúc. Thánh Francisco Assisi đã hiểu rằng tiền bạc chỉ là một công cụ. Như vậy, nó phục vụ cho việc xây dựng một nền kinh tế tốt đẹp, giàu ý nghĩa và quà tặng. Không thể loại trừ ai. Ngược lại, nó phải hướng đến lợi ích của tất cả mọi người, và đặc biệt là những người rốt cùng. Đã đến lúc người trẻ Công giáo chúng ta cần nghĩ khác. Hoặc nói đúng hơn, hiện nay giáo hội đang mời gọi chúng ta bước vào một nền kinh tế Thánh Francisco Assisi. Nơi đó, chúng ta cùng nhau dựa trên những giá trị của tin mừng và tình liên đới. Tiến sĩ Gambino, người thúc đẩy nền kinh tế này, đề nghị 5 điều quan trọng cần thực hiện cho nền kinh tế trên. 1. Trước hết, cần từ bỏ quan niệm cá nhân chủ nghĩa. 2. Công nhận tính chủ quan và ưu tiên xã hội của gia đình như nền tảng của lợi ích chung. 3. Thúc đẩy các điều kiện làm việc để bảo vệ cuộc sống gia đình. 4. Sự tăng trưởng kinh tế không làm tổn hại đến các nhu cầu cơ bản của con người về các mối quan hệ và gia đình. 5. Đổi mới các mô hình kinh tế dựa trên lòng quảng đại của cá nhân đối với những người nghèo khổ. Đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho các doanh nhân trẻ. Hãy tạo không gian gặp gỡ giữa mọi người, được điều hành bởi sự tin tưởng và minh bạch, dựa trên các nguyên tắc chia sẻ, liên đới và hiệp thông. Như thế, vấn đề là làm sao để chúng ta dùng tiền bạc hoặc tài năng để giúp cho chính mình và nhiều người được bình an, hạnh phúc, được đến gần Thiên Chúa và gần với nhau hơn. Với hướng đi trên, chúng ta có thể hiểu được lời chia sẻ của Chúa Giêsu về cách sử dụng tiền của. Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Thiên Chúa tin tưởng và trao cho chúng ta những tài năng để kiếm tiền. Khi có tiền, Thiên Chúa cũng tiếp tục mời gọi mỗi người dùng tiền của ấy để sinh nhiều hoa trái cho mình và cho người khác. Khi ấy, chúng ta không chỉ được thành công mà còn hạnh phúc nữa. Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để biết cách sử dụng tiền bạc theo đúng mục đích của nó. Xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ làm nô lệ của tiền bạc hay của cải vật chất, nhưng biết dùng chúng để xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp và công bằng hơn. Xin Chúa nâng đỡ chúng con trong những lúc chúng con gặp khó khăn về tài chính. Chúng con tin rằng Chúa sẽ chỉ dẫn cho chúng con biết tìm ra hướng giải quyết hiệu quả. Amen. Dâng Ngài đời con, năm tháng sống trong khổ đau. Dâng Ngài đời con, nhung nhớ xót xa trăm chiều. Dâng Ngài đời con, quên tình trời theo hão huyền, xa nguồn tình yêu vững bền, đi tìm niềm vui dưỡng thế. Dâng Ngài đời con, xa Chúa sống trong tội nhớ. Dâng Ngài đời con, năm tháng sống theo gian trần. Dâng Ngài đời con, tim hồng còn bao khát vọng, linh hồn ngủ trong giá băng. Chúa ơi, hồn con héo hon, bơ vơ lang thang trên đường, mong chờ Chúa hãy dù thương từng ngày, từng phút.
đời con u tối sông xa tình cha. Dâng ngài đời con dày dứt khát mong ơn trời. Dâng ngài đời con đêm ngày chạy theo thói đời, theo tình đời xa đắm rồi linh hồn ngủ trong tội lỗi. Dâng ngài đời con khao khát sâu trong tình cha. Dâng ngài đời con tìm hát khúc ca an hòa. Dâng ngài đời con xa đường tình xưa lỡ lầm, quay về tình cha ngút ngàn. Chúa là tình yêu cha chan bơ vơ lang thang trên đường, mong chờ Chúa hãy dù thương. Từng ngày từng phút qua đi Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.